Xin chào quý anh chị đến với hành trình sưu tầm gốm Nhật của gốm Nhật Toki. Đây là video được quay trực tiếp tại chợ đồ cổ của Nhật Bản. Và ở đây thì em sẽ thấy cửa hàng này có rất là nhiều sông trầm đẹp nhá. Nhỏ xíu, lớn hơn nắm tay một chút xíu thôi. Có những chiếc sông trầm Kutani và có cả sông trầm Arita và sông trầm bằng đồng nữa. Ui, cái sông trầm quá đẹp luôn cả nhà ơi. Phía bên trong này thì có những cái món đồ cũng rất là xứng đáng để sưu tầm, những chiếc ấm trà nhỏ nhưng mà khảm những con rồng cực kỳ là sắc nét luôn cả nhà ơi. Còn chúng ta cũng sẽ có đó là những cái con gà này. Bên này cũng có sông trầm bằng đồng. Của lão thọ đang ngồi ở trên con hươu nha. Sông trầm bằng đồng lân uốn này. Ở đây có ba chú khỉ này. Ba chú khỉ sông trầm Kutani. Ui, sông trầm bên trong này, sông trầm khảm cái cây tùng lên này, đã quá. Và ngoài ra thì ở đây có ba chú khỉ nha, không nghe, không thấy, không nhìn nhá. Rồi bên này thì lại còn những tuyệt phẩm hơn với cái tượng trâu này, rồi tượng ông thần tài này, những cái bát cha quan. Có cái cha quan mà có cái đế lên trên kìa, thấy VIP không? Quá đỉnh cấp luôn. Rồi bên này sông trầm nhá. Yêu ơi, có thằng cu có người ngồi lên con trâu xinh lắm này. Rồi sông trầm lân này, cực phẩm đây rồi cả nhà ơi. Và bên này thì ở dưới đất thì chúng ta cũng sẽ có những món đồ nhỏ sưu tầm, đó là những chiếc ly rượu sake, những chiếc ấm Tetsubin nha. Rất là nhiều món. Và ở bên này thì chúng ta sẽ có cuội này, thì sẽ có lân này, lân phong thủy, bình hoa. Ở trong kia có bình sắt trắng này, có bình Kutani, bình Arita đầy đủ nha cả nhà. Có cha quan, búp bê, mèo thần tài. Có cặp ly Kutani nữa này. Đồ bằng đồng nha. Cái ấm này đẹp quá. Em vô đây quay cái ấm cho cả nhà xem này. Wow. Trời ơi, to lắm cả nhà. Anh chị nhìn qua video sẽ không thấy to đâu, ở ngoài nhìn rất là to nha. Cái đường kính ngang của nó khoảng chừng ngoài 20 ấy. Thực sự rất là đẹp luôn. Bên này là sông trầm nữa. Cực phẩm. Rồi cả nhà cùng xem ngắm cái độ khảm của chiếc tô này nha. Có một cái tô cá chép nữa này. Rồi. Thôi, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến những quầy hàng khác. Ở đây có đá nữa nhá. Ở ngoài đầu cửa lúc cô em cũng thấy đá nữa rồi. Đi thôi. Và mời quý anh chị cùng với gốm Nhật Toki tham gia hành trình sưu tầm gốm Nhật nhá. Và hẹn quý anh chị trong những video tiếp theo.